Vâng, xin chào anh chị. Hôm nay tôi xin được giới thiệu với anh chị một cái viên ruby sao mà nó có một cái rất là đặc biệt. Tí nữa thì tôi sẽ chỉ cái đặc biệt đấy cho chúng ta xem. Còn trước mắt thì ý đây là một cái viên ruby sao mà rất là đẹp. Cái sao thì chuẩn trục và cân đỉnh, sao nét trùm chân, và một cánh thì nó hơi bị thiếu một chút, nhưng nó rất là tuyệt vời. Về cái màu sắc bên ngoài thì nó đẹp lắm. Thực tế thì mình quay như thế này thì nó không được đẹp như bên ngoài. Thế nhưng mà nhìn cái sao của nó thì rất là yêu. Vì sao của nó, cái đặc điểm độc đáo là nó nằm ở cái sao, tức là cái cánh sao của nó là cánh sao, người ta gọi là sao cánh nhung. Thì tí lát nữa tôi chụp ảnh thì chúng ta nhìn rõ cái vệt nhung ở cái cánh sao nó như thế nào. Đây thì chúng ta nhìn thấy cái sao nó chạy đều trên mặt, tỏa đều trên mặt. Đây là cái ảnh tôi chụp này, chúng ta nhìn rõ nhé. Đấy, cái sau cái vệt cái sao trắng kia là một cái vệt hồng chạy song song với cái vệt sao trắng kia, gọi là sao cánh nhung. Nhưng cái dòng sao này cực kỳ là hiếm, chỉ có nghe từ trước đến nay chúng ta mới nghe thấy thôi, còn thực tế thì rất là khó kiếm, không thấy. Và viên sao này thuộc về anh Hà trong Hồ Chí Minh. Anh đã nhờ tôi nhìn một chiếc nhẫn Mỹ như theo cái thông số kỹ thuật của anh như thế này, về tên, tuổi và số điện thoại. Và sau khi lên sáp thì tôi đặt nhờ một cái viên, đặt tạm một viên ruby khác vào đây. Thì đây là cái sáp sau khi chúng ta vẽ xong, in ra, và sau một quá trình đúc và làm nguội nữa thì chúng ta sẽ hoàn thành một cái chiếc nhẫn Mỹ rất là đẹp và độc đáo như thế này. Và mọi người ai mà thích cái kiểu dáng nhẫn Mỹ như này thì có thể liên hệ và đặt hàng cho chúng tôi theo cái số điện thoại ở bên dưới, hoặc là nhắn tin trực tiếp vào Zalo cho chúng tôi. Xin được cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi trong thời gian qua. Xin mời mọi người tiếp tục đăng ký kênh cho chúng tôi.